Xin chào anh chị nha, em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất diện tích lớn nhưng mà rất là vuông vức nha anh chị. Chiều ngang, chiều dài rất là cân đối luôn, thuộc xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Mặt tiền đường như anh chị thấy á là đang mở rộng nha. Đường này đường đan rộng 5 mét lận. Hướng này á mình đi khoảng 200-300 mét thôi là mình tới được quốc lộ 60, cầu Hầm luôn. Đó, qua bên kia cầu á là bệnh viện Đa khoa tỉnh đang san lấp mặt bằng ha. À, cũng là đường dẫn cầu Miễu Hai sẽ đổ ra đó luôn anh chị, rất là gần ha. Vào ngay trung tâm của thành phố Bến Tre là khoảng 1,5 cây số nha, 1,5 cây số. Nếu mà đầu đường anh chị vào trái là mình tới được dòng xe Thanh Tân, cho đó mình có chợ chiều, chợ trường học, ủy ban của xã Thanh Tân á là tầm khoảng 2-3 cây số thôi. Đi theo con quốc lộ 60 là mình tới được khu đô thị cụm công nghiệp của Tân Hành Bình, tới Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang đồ á, đi các tỉnh miền Tây rồi ha. Đường này là đường thông nha anh chị, từ ngay đầu chân cầu Hầm luôn, quốc lộ 60 á, hướng này là ra ngoài bến phà cũ nè. Đó, đường đan rộng 5 mét, đường đang mở rộng ha. Còn đất của mình diện tích là 4.500 mét vuông. 4.500 mét vuông hướng là hướng Tây Nam nha. Từ bên đó đó, bên đó cũng có mặt tiền đường nữa anh chị. Tính ra đất mình được hai góc mặt tiền luôn ha. Bên đó thì đường nhỏ thôi, đường vô nhà dân. Từ bên đó đó, ngang qua đây là 51 mét, ngang qua tới cây dừa đó. Chiều dài thẳng dưới á là 80. Phía sau mình có con rạch rộng khoảng 4-5 mét lần á đó. Đó, thông ra ngoài sông Hàm Luông á. Từ đây mà cách sông Hàm Luông á là khoảng 300 mét nha. Gần sông Hàm Luông mình có khu du lịch. Đó, rất là tuyệt vời ha. Để em qua bên đây em quay cái con đường cho anh chị xem. 4.500 mét vuông, chiều ngang 51, chiều dài 80. Hướng đất là hướng Tây Nam nha. Quay bên đây nè. Đường thì chuẩn bị mở rộng, ô tô mình chạy thoải mái luôn rồi. Đây đường này là đi vô nhà dân nha anh chị. Từ đây mình ngang qua bên kia là 51 mét. Mặt bằng này á là được chị chủ bơm cát cào ráo hết rồi. Nhu cầu chị chủ muốn bán á, rất là đa dạng nha. Nhiều cách cho anh chị mình lựa chọn hết. 500 nè, 1.000 mét nè, hoặc là bán hết. Đó, giá cả thì tùy vào diện tích mình mua ha. Lúc trước ở đây là một cái ao rất là lớn luôn, nhưng mà chị chủ thì bơm cát san lấp mặt bằng lề. Đó. Chỉ còn một hai xà lan nữa là đủ rồi. Ở phía sau mình sẽ bơm thêm một hai xà lan á. Dạ, cái bụi lá đó là cái xẻo á chị. Cái xẻo cũng rộng 4-5 mét ha. Thì xung quanh thì hàng dừa, trồng dừa không à. Đường này như nãy nói là mình mở rộng ra bến phà cũ luôn. Quốc lộ 60 cũ á. Cho đây thì đường này ra ngoài cái lộ Nhang. Ở dung dân cư xung quanh đây rất là đông. Dạ, nhu cầu chủ muốn bán á, là từ 500 m, 1.000 m đến bán hết luôn. Nếu mà anh chị mình mua 500 mét á là từ cái trụ đá này nè, ngang qua 10, chủ sẽ cắt ngang ngang 10 dài 50. Đó. Nếu 1.000 á là ngang 20 dài 50. Đó, giá đó là 3 triệu trên mét vuông nha. 3 triệu trên mét vuông, 3 triệu trên mét vuông. Nếu mà anh chị mình mua hết luôn. 4.500 mét vuông chiều ngang 51 chiều dài 80 là 2 triệu 200 ngàn trên mét vuông nha. 2 triệu 200 ngàn trên mét vuông. Đó, 2 triệu 200 ngàn trên mét vuông nha anh chị. Có 3 cách cho anh chị mình lựa chọn ha. 500 m, hoặc là 1.000 m, hoặc là mình mua hết luôn. Đó, tùy vào nhu cầu mục đích anh chị sử dụng mình mua ha. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem cuối video. Anh chị mình cần thông tin mình cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại á, số đó em cũng xài Zalo luôn để em được gửi sổ những thông tin chi tiết mà anh chị mình cần ha. Dạ rồi, bye bye, bye mọi người.